Hãy cùng với chúng tôi gặp gỡ diễn viên Kali cùng với người bạn của mình ngày hôm nay, diễn viên Thanh Duy cùng với người bạn chơi của mình. Trời đất ơi. Nè, thắng vô cái két. Mình đi tới những cái cột mốc tiền thưởng khác nhau và cao nhất hình như là 50 triệu lận đó chị Kali. 50 triệu? 50 triệu mà bây giờ không có bằng lái xe ô tô thì làm sao lái được? Chị có chưa? Có rồi. Có chấp hành luật giao thông không? Trời ơi, cứ đi tới đâu là hả chị phải xuống, chị năn nỉ mới. Ở đây ai là tự nhận mình là người nhớ giỏi giơ tay ạ? Nói về trí nhớ, chị là một người kém trí nhớ vô địch. Kém trí nhớ vô địch. Nếu nói như vậy thì chị hình như là cũng không nhớ anh Duy lắm ha. Không, anh Duy thì chị nhớ, với lại chị nhớ tiền. Chị Kali ơi, chị thích nhất cái biển báo nào trong 10 biển báo vừa rồi? Chị không thích biển báo nào hết. Sao vậy? Khó nhớ quá à. Có cái biển báo stop đó là dừng lại, nó quá đơn giản luôn. Cái đó là dễ đó. Dễ. Nhờ em nhắc mà chị. Bởi đi vì vô đó. Nó dễ cho nên nó sẽ không bị thay đổi. Số 6. Có thay đổi đúng. Mà em quên cái tên rồi. Biển số 4. Số 4 cũng có sự thay đổi. Biển bóng. Biển bóng là gì? Em không nhớ tên. 2. 3. Nhắm mắt lại. 5. Nhắm mắt lại mới mệt á. Chết rồi. Chết rồi. Ôi chết rồi. Tỉnh rồi. Yeah. Không tin luôn á. Rồi. Đúng rồi. Ôi, em ơi, bình tĩnh. Em ơi. Cuộc sống mà em ơi. Có gì không? Ai? Có gì không? Ai?